Thì xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Honda Giác Bình Dương. Đây là cái cửa hàng xe cổ nha mọi người. Nó nằm kế bên luôn, kế bên của chi nhánh số 1 của Honda Giác Bình Dương luôn ha. Thì từ dòng xe An Phú mọi người đi thẳng xuống hướng đường DT743 thì mọi người sẽ gặp được chiếc cái cửa hàng Honda Giác Bình Dương chi nhánh số 1 rất là to. Kèm theo đó là một cái kế bên là một cửa tiệm bán xe cổ. Đây thì trước mặt mọi người á, đây là chiếc Viva của Suzuki. Chiếc xe này á là được khá là nhiều người săn đón luôn, cũng khá là nhiều người hỏi mình luôn. Thì hôm nay mình sẽ quay chi tiết cho mọi người biết, cũng như là báo giá luôn ha. Đây, xe rất là đẹp luôn. Đó, xe hiện tại là mức giá của người là 60 triệu ha. Công khai giá cho mọi người biết luôn là 60 triệu. Là bao đúc hồ sơ cho mọi người luôn. Giao xe toàn quốc trên mọi miền Tổ quốc luôn. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây. Đây là mặt đồng hồ của chiếc xe nha mọi người. Thì đi được là 5.118 km. Thể hiện khá là đầy đủ. Chiếc xe này rất là trâu, rất là mạnh luôn. Đó. Ở phần dưới đây là phần đèn cốt pha, xi nhan, còi. Bên đây là nút tắt mở động cơ khẩn cấp. Đó, giống như trên mấy cái dòng của GX xe mô tô mọi người. Đó. Đây là nút mở đèn, tắt mở đèn. Đây là nút đề. Đây một lát nữa mình sẽ đề lên cho mọi người nghe tiếng máy ha. Đó. Cái xe này á, điều đặc biệt á, là tại sao mà nó có mức giá 60 triệu. Thì mọi người nhìn theo mình nha. Đây. Biển số là tứ quý 9 ha. Tứ quý 9 ở đây là 24 nữa. 24 là vàng 24 nè. Tứ quý 9 là vàng 4 số 9 luôn nè. Rất là đẹp luôn. Đó. Xe đẹp nhất là biển số, mua cái xe này là thấy giàu rồi đó. Đây. Phần sơn xe mình quay mọi kỹ cho mọi người xem cái phần sơn xe ha. Đó. Cái sơn của xe không có sơn lại nha. Xe mới đi 5.000 km thôi. Nên là người chủ chạy xe rất là kỹ, tại vì biển số đẹp nữa. Thứ nhất là biển số đẹp, thứ hai là đi rất là ít, nên là cái nước sơn nó rất là đẹp, không có sơn lại, không dặm sơn gì hết. Phần tay dắt này mọi người có thể thấy nó bằng sắt ha, thì nó cũng có một số chày, cũng đâu có dặm lại đâu. Cửa hàng có sao để vậy luôn, để vậy luôn. Mình sẽ mở cốp xe cho mọi người xem nha. Đây, đây là phần cốp xe. Đó. Nắp quy đây ha. Tất cả mọi thứ này rất là ok luôn. Đây mình sẽ quay chi tiết từ cái phần đùm rồi đầu bò cho mọi người xem. Căm. Đây. Căm được ngã màu rất là đều nhau luôn. Đây mọi người có thể thấy ha. Bảy màu rất là đều nhau luôn. Bảy màu. À, bảy màu hết nha, đều luôn. Không có cái nào sáng hay nào lợt gì hết. Đùm rất là sáng luôn. Đây. Mọi người có thể thấy phục. Đây. Đây, tiếp theo qua đây. Đây là phần đầu bò. Mình sẽ mở sáng lên cho mọi người xem chút xíu. Đó, phần đầu bò. Mọi người cứ xem cái phần mấy con ốc ha. Em mấy con ốc. Mấy con ốc này đây, bốn con ốc này đây. Mọi người có thể xem là nó có gọi là có bị chày, có bị gỡ ra hay không. Mà mình nghĩ cái xe mà 5.000 đi được 5.000 km và cái biển số đẹp như vậy thì người ta sẽ không đụng tới máy móc. Mà đặc biệt cửa hàng Honda Giá Bình Dương á, bán xe rất là uy tín, là không có đụng tới máy móc gì hết. Có sao để vậy luôn. Lúc thanh lý về ra sao, lúc về là y chang vậy luôn. Đầu bò xong rồi thì có hai chú ở đây đang coi, nên là kêu mình nổ máy cho hai chú đó nghe. Nên là bây giờ mình sẽ nổ máy luôn. Đây. Mở lên này. Mở lên này. Để nổ máy ở xe này coi. Tiếng máy rất là êm luôn. Là không thể nào mà nghe được tiếng máy luôn ha. Để gan ti là thấy tiếng máy là không nghe được luôn. Đi qua đây cho mọi người xem nè.
người có thể thấy không? Xe khá là đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình quay phía dưới chỗ phuộc sau cũng như là cái đùm ở phía sau cho mọi người xem. Đây, đây là phuộc ha. Phuộc cam bô. Đây, bên đây cho sáng dễ nhìn ha. Đó, mọi người hãy thấy nha. À, lớp để mình xem là lớp là của Thái Lan. Đó, đang sử dụng là lớp của Thái Lan. Mà đi ngâm ngàn cây chắc là lớp không còn zin nữa nha. À, mình coi trên nền nó có ghi năm sản xuất gì không? Không có. Rồi. Đây, quay cận nước sơn cho mọi người xem luôn. Xuất sắc luôn á. Mua xe là thấy giàu luôn rồi đó. Vàng không. Đây. Đây là phần bên đạp số. Đây nó có ghi là N124 luôn. Xe này 60 triệu. Nói chung là những cô dì chú bác hai anh em nào quan tâm mẫu xe này á thì nói chung là anh em cô dì chú bác nào mà quan tâm mẫu xe này á thì có thể liên hệ với số điện thoại của mình ở bên góc trái màn hình ha, hoặc là bình luận với bên dưới. Mình sẽ hướng, nếu mà không biết đường đi á, thì mình sẽ hướng dẫn cái đường đi cho mọi người đi luôn. Chỉ cần liên hệ với mình thôi. Mình sẽ quay cái phần đèn cho mọi người xem nè. Đây. Bóng đèn khá là trong luôn ha. Khá là trong luôn, đi rất là ít nè. Không có bị chày, cũng không bị mờ. Đó. Còn tay thắng nè. Tay thắng là còn chưa bị bạc màu gì hết luôn. Đó, bao tay đó nè. Tất cả mọi thứ. Thì thường mình mua chiếc xe, xe zin á là nó sẽ không bao giờ có cái bửng ha. Mà ai mà muốn gắn bửng thêm á thì mình sẽ mua cái bửng mình gắn thêm. Mặt đồng hồ thì khá là thể thao luôn. Đây. Chỉ đơn giản thôi, báo số km đi được nè, tổng số km đi được nè, báo dòng tốc độ nè, báo xăng nè, báo số nè. Đó. Cặp kính là kính zin luôn ha. Kính zin luôn. Này. Cái kho xe cổ ở Bình Dương á, chỗ cửa hàng Honda với Bình Dương chi nhánh số 1 này khá là lớn luôn. Mình sẽ quay từ từ từng chiếc một cho mọi người xem. Đây. Rất là nhiều luôn ha. Mình sẽ quay sơ một vòng cho mọi người xem. Đó. Đó. Đây, thì ai mà muốn mua chiếc xe này á thì cứ liên hệ với mình ha, hoặc là bình luận phía bên dưới mình có thể nhắn tin Zalo cho mình cũng được. Mình sẽ trực tiếp tư vấn cho mọi người biết luôn. Đó. Còn muốn biết thắc mắc cái vấn đề gì thì cứ liên hệ cho mình luôn ha. Mà mình sẽ, nếu mà những cô dì chú bác nào, anh chị em nào mà ở xa thì mình có thể lên đây xem xe trực tiếp. Nếu mà xem xe thấy ok thì bên cửa hàng Honda Giáp Bình Dương sẽ có dịch vụ là giao xe tận nơi cho mọi người luôn. Đó, giao xe tận nơi luôn. Cái chi phí mà giao xe tận nơi thì nó sẽ khác ha, tùy khu vực nào mà gần xa thôi. Và cửa hàng em xin nhắc lại một lần nữa là cửa hàng của em bên em là ngay đường DT743 gần vòng xoay An Phú, cách vòng xoay An Phú khoảng 200m ha. Đó. Rồi, cũng cảm ơn các bạn đã xem kênh của Vlog 61 nha. Nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn hãy cho mình một nút like nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Chúc các bạn có một buổi tối xem video thật là vui vẻ.